Hello anh chị, nãy giờ thì trong kia Văn Tài không nói, bởi vì Văn Tài muốn anh chị nghe những âm thanh của nhà thờ, những tiếng động thật của ngày Chủ nhật cuối tuần của Sài Gòn anh chị. Và sau đây thì Văn Tài gửi cho anh chị một số hình ảnh về nhà thờ đang được thi công cụ thể hơn ha. Bên trong thì chỉ có những người đi lễ thì mới được vào thôi, còn lại thì không ai được vào cả, cho nên là Văn Tài đứng đây để gửi hình ảnh cho chị nha, cho anh chị nha. Thì gần như bên hông nó cũng giống như thế này anh chị, bên kia giống bên đây thôi anh chị ha, hai bên hông thì gần như là giống nhau thôi anh chị. Nãy giờ thì Tài có gửi cho anh chị một số hình ảnh phía trước, và đây là bên hông, và bên hông bên kia cũng giống như thế này thôi nha anh chị. Coi như là Văn Tài đã đi xong cái nhà thờ Đức Bà ngày cuối tuần rồi anh chị nha. Đây là trước mặt chúng ta chính là nhà văn hóa thanh niên anh chị, và đây là trung tâm thương mại Diamond Plaza anh chị nha. Ok, Văn Tài sẽ đứng đây gửi cho anh chị một số hình ảnh cuối cùng của video. Rồi, Tài xin được kết thúc video nha anh chị. Đây là vòng xoay chạy về Dinh Độc Lập, Dinh Thống Nhất anh chị ha. Ngày xưa còn gọi được gọi là con đường Công Trường Tự Do. Rồi, và cuối cùng thì xin anh chị một like và một đăng ký kênh trước khi rời khỏi video. Xin chân thành cảm ơn chị rất là nhiều ạ.